Chào các bé, chào mừng các bé đến với phần luyện tập toán lớp 3 trên trang Trạng Nguyên. Chúng ta cùng bước vào vòng 19, bài 1, Châu Vàng Uyên Bác. 258, 2589 chia 2 có dư là bao nhiêu? Bất kỳ số lẻ nào, đây là một số lẻ chia cho 2 đều có dư là 1. 12.433 x 3, ta thực hiện phép nhân nào. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 4 bằng 12, viết 2, nhớ 1. 3 x 2 là 6, thêm 1 nhớ là 7. 3 x 1 bằng 3. Nào, ta cùng trừ nhé. 12 không trừ được 9, ta lấy 12 trừ 9 bằng 3, viết 3, nhớ 1. 5 thêm 1 nhớ là 6. 6 trừ 6 bằng 0. 4 không trừ được 7, ta lấy 14 trừ 7 bằng 7, viết 7, nhớ 1. 9 trừ 3 nhờ 1 trừ đi 3, 9, 3 trừ đi 1 nhớ là 2, hạ 9. Ta, đây là điền dấu. Ta thử lấy 7.385 chia 5 bằng bao nhiêu? Các con chia xem bằng bao nhiêu nhỉ? Bằng 1.477 và sẽ nhỏ hơn 2.000. 328, 344, 360. Muốn tìm được quy luật, ta lấy số đằng sau trừ đi số đằng trước. 344 trừ đi 328 sẽ bằng 16 và tiếp cuối cùng. Thì số này trừ đi số này cũng bằng 16. Vậy nên muốn tìm số cuối, ta lấy 360 cộng với 16 sẽ bằng 376. Đây là vị trí số bị trừ. Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ. 5.000 cộng 1.000 sẽ bằng 6.000. 492 x 3, 3 x 2 bằng 6, viết 6. 3 x 9 bằng 20, 7, viết 7, nhớ 2. 3 x 4 bằng 12, cộng 2 nhớ là 14. 12.489 gồm 12.480 và 9 đơn vị. Số 802.762 được viết là 802.762. Số 562.000 được viết là 562.000. Vậy là chúng ta đang qua bài 1, chúng ta cùng bước vào bài 2. Ta phải thực hiện phép chia trước. 14 chia 7 bằng 2, 56 trừ 2 bằng 54. Tiếp tục ta cũng thực hiện phép chia trước. 42 chia 6 bằng 7, 36 cộng 7 bằng 40 mấy nhỉ? 43. Chu vi hình vuông có cạnh 75 dm là bao nhiêu? 75 dm chu vi hình vuông bằng cạnh nhân 4, 75 nhân 4. 75 nhân 4 sẽ bằng 300, nhưng 300 đổi sang dm là 3000. À, dm đổi sang cm là thêm một chữ số 0. 300 dm bằng 3000 cm. Lan mua một quyển vở hết 7.000 đồng. Hỏi nếu Lan mua 8 quyển vở như thế thì Lan phải trả bao nhiêu tiền? Số tiền Lan phải trả là 7 x 8 bằng 56.000. 7.000 x 8 bằng 56.000. Phép chia có số chia là 7, thương là 13 và dư là 2 thì số bị chia là bao nhiêu? Muốn tìm số bị chia, ta lấy thương nhân số chia cộng số dư. Ta lấy 13 x 7 rồi cộng 2 nào. 13 x 7 sẽ bằng 91. 91 cộng 2 sẽ bằng 93. Điền dấu nào. Thực hiện, ta phải thực hiện phép tính bên này. Ta thực hiện trong ngoặc trước. 386 cộng với 31 bằng 417. 417 chia 3 sẽ bằng 139. 139 sẽ nhỏ hơn 140. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 36m và 45m. Vậy chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là bao nhiêu? Chu vi mảnh vườn sẽ bằng chiều dài cộng chiều rộng rồi nhân với 2. Ta lấy 36 cộng với 45 sẽ bằng 81. 81 nhân 2 bằng 162m. Tìm A, biết A ở đây là thừa số. Muốn tìm thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia. Ta lấy 42 chia 6 sẽ bằng 7. Nhà Lan nuôi 13 con gà và 5 con chó. Vậy số chân gà hơn số chân chó là bao nhiêu? Ta phải đi tìm số chân gà trước.
Gà là mỗi con có 2 chân, vậy 13 con sẽ có 26 chân. Chó thì mỗi con có 4 chân, vậy thì 5 con sẽ có 5 x 4 bằng 20. Ta lấy 26 trừ 20 sẽ bằng 6, vậy chân gà hơn chân chó là 6 chân. Một quyển truyện có 135 trang, Lan đã đọc hết được 1 phần 4 quyển truyện, vậy còn lại là bao nhiêu trang chưa đọc nốt nào? Ta phải tìm số trang đã đọc, ta lấy 135 chia cho 9 là bằng 15. Và lấy 135 trừ 15 bằng 120. Vậy là chúng ta đã qua bài 2, chúng ta bước vào bài 3. Tìm số A biết khi lấy số A trừ đi 38 được bao nhiêu chia tiếp cho 2, ta được số nhỏ nhất có hai chữ số. Vậy A là bao nhiêu? Nào, ta sẽ làm phép tính ngược từ dưới lên. Số nhỏ nhất có hai chữ số giống nhau là số bao nhiêu? Số nhỏ nhất có hai chữ số là hai chữ số giống nhau là số 11. 11 nào, 11 đây người ta làm chia 2, ta nhân với 2. 11 nhân 2 sẽ bằng 22. 22 người ta lấy trừ đi 38 thì ta lại cộng với 38. 22 cộng với 38 sẽ bằng 60, vậy số đó là số 60. Diện tích hình chữ nhật có cạnh 8m và 11m là bao nhiêu mét vuông? Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng. Vậy ta lấy 8 nhân 11 bằng 88 mét. Khi tăng cạnh cạnh của hình vuông lên 2 lần thì diện tích hình vuông tăng lên bao nhiêu lần? Cạnh thì diện tích của hình vuông sẽ bằng cạnh nhân với cạnh. Khi cạnh của hình vuông tăng lên 2 lần thì diện tích sẽ tăng lên là 2 nhân 2 bằng 4, bởi vì mỗi cạnh đều tăng 2 lần. Một vòng quay của kim giờ tương đương với bao nhiêu vòng của kim phút? Nào, một vòng quay của kim giờ là bao nhiêu nhỉ? Là bao nhiêu? 12 vòng đúng không? Là 12 giờ, 12 giờ thì tương đương với 1 kim phút là sẽ quay 12 vòng, vậy là 12 vòng. Tháng 2 của năm nhuận có bao nhiêu ngày? Bình thường thì tháng 2 sẽ có 28 ngày, nhưng năm nhuận thì tháng 2 sẽ có 29 ngày. Hình chữ nhật có cạnh 76m và 82m. Biết chu vi hình chữ nhật hơn chu vi hình vuông là 36m. Vậy cạnh của hình vuông là bao nhiêu? Đầu tiên ta đi tìm chu vi của hình chữ nhật. Chu vi của hình chữ nhật sẽ là chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Ta lấy 76 cộng với 82 rồi nhân 2. 76 cộng 82 sẽ bằng 158. 158 nhân 2 bằng 316. Vậy thì chu vi hình chữ nhật lúc này là 316. Chu vi hình vuông thì kém chu vi hình chữ nhật là 36m. Vậy ta lấy là 316 trừ đi 36 bằng 280. Vậy chu vi của hình vuông là 280. Mà chu vi của hình vuông thì bằng một cạnh nhân với 4. Muốn tìm cạnh ta lấy chu vi chia 4, lấy 280 chia 4 là sẽ bằng 70. Nhưng 70 ở đây là 70 mét. Chọn số thích hợp để điền vào chỗ trống nào. Đầu tiên ta phải thực hiện phép cộng này trước. Ta lấy 2359 cộng 123. Các con cộng nhanh nào. 2359 cộng với 123 là sẽ ra bao nhiêu? Ra 2482. Vậy muốn tìm ở vị trí số trừ này, ta lấy số vị trừ trừ đi hiệu. Ta lấy 2482 trừ đi 2000 bằng 482. Chọn đáp án thích hợp điền vào chỗ trống 1582, 588, 594. Ta phải tìm quy luật. Ta lấy số sau trừ đi số trước là ra 6 đơn vị, vậy cách đều nhau 6 đơn vị. Ta lấy 594 cộng 6 đơn vị sẽ ra là 600. Năm nay Lan 5 tuổi, mẹ gấp Lan 6 lần, mẹ gấp 6 lần tuổi Lan, bố gấp 7 lần tuổi Lan, vậy sau 2 năm nữa tổng số tuổi của ba người là bao nhiêu? Ta phải đi tìm tuổi của mẹ Lan hiện nay trước. Mẹ Lan sẽ là 5 nhân 6 6 nhân 5 bằng 30, bố sẽ là 7 nhân 5 bằng 35. Vậy thì sau 2 năm nữa, 2 năm nữa tuổi Lan là 7, tuổi của mẹ là bao nhiêu? Đang năm nay là 30 cộng 2 là 32. Tuổi của bố năm nay là 35 cộng 7 cộng 2 là 37. Ta cộng lại 3 tuổi đấy thì ra là 76 tuổi. Chọn đáp án thích hợp nào. 380 km, 5600 đề km sẽ bằng bao nhiêu km? Đầu tiên ta phải đổi 5600 đề km ra km. 5600 đề km sẽ bằng 56 km, và ta lấy 380 cộng với 56 sẽ ra là bao nhiêu?
436 km. Vậy là chúng ta đã qua vòng thi số 19. Vậy là các con đã qua được và hết hết 19 vòng của lớp 3. Các con nhớ là hãy thường xuyên lên trang trạng nguyên.edu.vn để theo dõi các bài giảng khác ở trên này nhé. Tạm biệt các con.